ngày vào xuân chưa em, sao chim em bay đầy trời. Ngày vào xuân xôn xao, hoa mai nở vàng nơi nơi. Ngày vào xuân xôn xao, ôi đất trời thấy màu áo mới. Trên lối quê mơ hồi hoa vàng, ôi đình làng chiến trống rên vang. Ngày vào xuân thanh thang, xôn xao gửi nhau lời chào. Chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cầu chào hỏi cưới. Đâu có ai ngó lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ xin. Em ơi đừng lo, dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi. Yêu em, yêu em, yêu em, yêu em nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu giếm gì, thương em từ lâu lắm rồi. Anh không ngỏ lời, em đâu dám hé môi. Này người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi, để cùng nhau rong chơi vui xuân vui tình đôi ta. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng bé tí, anh với em sẽ về bên nội về bên ngoài đón Tết xuân. Ngày vào xuân chưa em, sao chim em bay đầy trời. Ngày vào xuân xôn xao, hoa mai nở vàng nơi nơi. Ngày vào xuân xôn xao, ôi đất trời thấy màu áo mới. Trên lối quê mơ hồi hoa vàng, ôi đình làng chiến trống rên vang. Ngày vào xuân thanh thang, xôn xao gửi nhau lời chào. Chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cầu chào hỏi cưới. Đâu có ai ngó lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ xin. Em ơi đừng lo, dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi. Yêu em, yêu em, yêu em, yêu em nhất đời. Em bây giờ theo phong tục từ vùng miền, bây giờ là các phần tiếp theo là gian đơn liền nhà và dạ, đi ngày trọng đại ngày giúp trong cuộc đời của cô dâu của chủ đề luôn. Cái phần tiếng trang tới bắt tay cái nha. Em bao nhiêu nghĩ suy không thể không buồn, nhưng chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến. Vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian, sợ mất em đôi mắt lại u sầu. Biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy, muốn kể bên em tôi mỗi giây nhưng ngại cho em. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò, làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa.
Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để chẳng may đường về chưa đông đang xe hết, có bàn tay chở che em này. Cúi sâu xuống em. Đây, bây giờ chúng ta xây ra cái bài này chậm chậm nhé. Cuối đầu thần kinh chỉ là hai này, xây cái thần kinh tiếp này cuối đầu của dòng chữ này. Vì vậy, đây là cái ngày bây giờ phần tử che cho mình để đây không? Để cho chú ảnh tương tiêu kia. Dạ, xin mời. Dù lên, dù đeo nữ gian cho đẹp. Dạ, đây chú rể thích vừa đưa cái micro cho bên ông đàn trai nói chuyện nha chú. Mẹ ơi mẹ cháu là trang này là có mẹ của chú rể, là hôm nay thì mẹ chú rể là có mặt ở đây, nên là mình xin phép được thôi là cho chú rể là chú rể trang cho mình do chú rể bên đà hội nghệ ngày thứ nhất nhà xin cảm ơn chính đại các bạn chương trình đại lễ với bạn ở đây nè ghi những hình ảnh cho được rồi rồi việc kẹt đấy đó luôn chương trình ơi. Trai cũng như là gái để mà lo chân trai lấy xác vô lên ngày hôm nay không hút được thì con kia mở ra ngày này cho cha mẹ chút xíu đi chút các phần việc cuối cùng dạ rồi 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 dạ cảm ơn rất đông cũng có ngày hôm nay ngày vui của cháu á cũng có nha ý là gửi quà để cái ngày lễ ngày trọng đại của cháu ngày hôm nay để cho cháu một cái khoản tiền để cháu cho cuộc sống sau này ở đây nhân nhân đây thì cái duyên cái này cháu luôn bây giờ cái này sao bây giờ có phần mail cho cô dâu xong là tới là ví dụ ở bên Úc mình gửi ai gửi dạ, cái gì đó hay đặc biệt ở Việt Nam này cũng là gửi chúc mừng để sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại vì tìm được nhau phải đâu sẽ xa. Yêu em nhiều như thế, muốn kể bên em tôi mỗi giây lại ngày cho em. Là con gái cứ phải bằng lòng đắn đo khi hẹn hò làm cách nào để có thể bên nhau như đã hứa. Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để chẳng may đường về chưa đông đang xe hết, có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sai sau nhưng chỉ cần được bên em để sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại vì tìm được nhau phải đâu sẽ xa. Có lẽ cần một cái gật đầu giúp cha mẹ về bên anh để chẳng may đường về chưa đông đang xe hết, có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sai sau nhưng chỉ cần được bên em để sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại vì tìm được nhau phải đâu sẽ xa. Thiết tha ánh nắng ban mai
Cả nhà mình cho chàng pháo tay nhé. Và một lần nữa chúng ta xin cảm ơn ở nhà trai để ra hai chương trình đồng hành. Như ban đầu cũng đã nói, hôm nay là cha mẹ lại các anh bác các bác ở Trung Quốc đã cùng về được. Hôm nay là có quà nhân nhân cái ngày lễ trọng đại của hai cháu. Này thì mấy con chào cái quà đó đại diện gia đình của anh đoàn thân nhân cảm nhận đây là năm ngàn đồng ngàn đô la Úc này là em gái của em gái của rồi không bây giờ từng phần đi bây giờ em gái chú rể cô dâu tiếp nhận nha 5 ngàn chấp nhận nha xây người lên rồi cả nhà nhìn quá chụp hình nha, nhìn lên em nè 2, 3, tắm nữa, trời theo là phần này là quá loạn, ba chưa, ba, ba năm, rồi rồi chị đứng sát vô chị, đứng sát vô rồi đúng rồi. Rồi cả nhà nhìn mấy chụp nha, nhìn em nè, hai, tắt nữa. Tiếp theo là 5.000 đô nữa, 5.000 đô la Úc. Từ 3 mẹ. Cái mẹ. Bà toán là 500. Ba cái này của chị đây. Cái này bác, cái này bác đổi. Bây giờ cô dâu tiếp nhận nha, tiếp nhận 100 đô la. Rồi cả nhà ơi, 2, 3 tấm đi nha, 2, 3 cô dâu ơi. Rồi. Rồi cô dâu chú rể cúi đầu. Rồi hai đi xem nhau bác ơi. Rồi, cho cháu xin tấm hình nha, nhìn đây nhìn cháu nha. Rồi, hai bác này đó bác luôn về sao vậy? Rồi, nhìn lên con nha, 2, 3 Cho con bé cái món cho con đưa bạn bài lên bạn chú tài á chú tài à chú tài nhà 24 hai chị cho con được nghe về chú để làm gì nhà mẹ đứng sát vô à dạ rồi chú rồi chú dịnh lấy chiếc nhẫn nha rồi chú cho biết xét như cha xét theo rồi cũng xin hết cho bây giờ là chủ đề là chuyện gia đình của bà con trong gia đình mà cô dâu
thì sau này về nhà chồng của nhà trai thì cũng là thành viên của gia đình. Nhưng mà điểm đặc biệt hai gia đình đặc biệt qua thời gian dài về gia đình là đẹp nhất trong nhà họ trong số các thành viên của gia đình. Rồi chú Tài lụ lụ ra sang. Rồi ba đứng sát vô, ba đứng sát vô chú ơi. Chú đứng sát vô chú ơi. Rồi rồi cô, rồi cô dịnh lấy chiếc nhẫn. Rồi cô dâu ơi, sát vô mẹ sát vô. Rồi cô dịnh lấy chiếc nhẫn nha, cô dâu dịnh. Rồi cả nhà ơi, rồi nhìn lên máy. Rồi cả nhà ơi, nhìn lên máy chụp hình nha. Rồi cô ơi, 2, 3. Rồi cô dâu, mình cho bao nhiêu ạ? 50 triệu. Dạ, cha mẹ cho cô dâu 50 rồi, triệu. Rồi cả nhà nhìn máy nha, nhìn máy con nha, 2, 3. Rồi hôn mẹ cái nha cô dâu ơi. Chị Mai gửi lời xin chào lời xin chào chị Mai gửi cho là hai em 200 đô la Mỹ chỉ là 200 triệu. Rồi chị bà, rồi chị bà xác nhận giờ chị bà, rồi xác nhận được rồi. Rồi cả nhà ơi nhìn máy nha, xin qua đây xin rồi. Chú lễ à? Chị Mai bây giờ 200 đô la làm được chơi đi, cầm lên trên để thành tổng thống Mỹ lên. Có như là cô hơn hết đô la để United States ở tổng mẹ lên rồi. Đó, xây lên thành tổng thống Mỹ 200 đô la. Rồi, rồi chị bà xin hai ba. À, không chuyển cái nó. Rồi, lấy nha, lấy nha. Đây lên nè. Dạ, dạ, dạ. À, xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Và tiếp theo xin mời. Dạ rồi, nhìn lên coi chụp tấm hình nha. Rồi, cảm ơn lần nữa nha, xin chào pháo tay này, chúc mừng. Cao cao đà nguyệt ở xa xa xa, tơ hồng đang nối tình duyên đôi ta, thương nhau đã bao năm qua, ta thầm mơ ước ngày lên xe hoa. Mong chồng thành công bà con ơi, vỗ tay nha. Dạ. Như là các chuyện này từ thường, đặc biệt là siêu sự dinh dưỡng của lòng đàn họ chàng trai đến với họ chàng gái, phụng nguyên thì thắp tổ, thắp bài tổ tiên. Dạ, chị máy nè, hai, dạ, chị ghế ơi, chị ghế ơi. Quý vị trong gia đình, quý dâu ơi, ok.
kiến chúng quý lễ thiên đường cùng cô giao diện thể. Nhưng mà trước tiên xin cảm ơn quý vị của là bên khoa điện ảnh dễ bà, bây giờ bà nè dễ bà, dễ bà dũng yên nha, dũng yên nha. Và trước khi chúng ta trong các bạn gia đình của bệnh chủ đề trở ra bên trước dễ bà em xin kính chúc hai họ họ nhà gái và họ nhà trai đừng ăn khăn thân dường vì nhận sự chữ ý và xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt cho họ là trai bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng bên đàn trai và bên đàn gái ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời đây cô dâu còn kia chú rể hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp xinh như hoa là bà xã tôi đầy những vàng trao nàng đến nước nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Chàng đứng ước mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng bên đàn trai và bên đàn gái ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời đây cô dâu còn kia chú rể hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp xinh như hoa là bà xã tôi đầy những vàng trao nàng đính ước nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng bên đàn trai và bên đàn gái ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời đây cô dâu còn kia chú rể hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp xinh như hoa là bà xã tôi đầy những vàng trao nàng đính ước nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành không ai bằng được ông xã tôi đầy những vàng trao chàng đính ước mong ngày mai con đàn trâu đông vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp xinh như hoa là bà xã tôi đầy những vàng trao nàng đính ước nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Thêm thơ một hai ba
ơi, nâng ly lên nè. Vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha. Nhớ đó nha, ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Giấc mơ nhiều.